Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Có lẽ là thời điểm này thì các bạn cũng đã xem về video review của chúng mình với chiếc 11700K và 11900K dòng CPU mới nhất đến từ nhà Intel rồi phải không nào? Còn nếu như anh em nào chưa xem thì hãy click ngay vào đây để xem đi nhé. Nhưng mà nói chút về giá bán của hai bạn đó thì thực sự là với mức giá này có lẽ đây sẽ không phải là chiếc CPU dành cho đại đa số người dùng phổ thông chúng ta. Mà từ trước tới nay thì chúng ta vẫn luôn có hai dòng CPU được bán chạy nhất, doanh số lúc nào cũng nằm chễnh chệ trên top đầu, đó chính là Core i3 và Core i5 dòng F. Thế nên là ngày hôm nay trong video này vẫn theo cái dòng chảy của những chiếc CPU Locked Lake thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn chiếc CPU Core i5 11400F. Đây sẽ là sản phẩm tiền nhiệm tiếp theo của dòng Core CPU dành cho những đại đa số game thủ phổ thông chúng ta, đó chính là 10400F trước đây. Bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Đầu tiên thì 11400F sẽ thuộc dòng Core i thế hệ thứ 11 đến từ nhà Intel. Chắc hẳn là không cần nói các bạn cũng đã biết rồi. Tiếp theo thì sẽ so sánh với thế hệ trước một chút. Số nhân và số luồng của chúng ta sẽ không có gì thay đổi ở thế hệ tiếp theo này. Thế nhưng mà ở đây thì có một thứ thay đổi, đó chính là về kiến trúc lõi CPU, khiến mà Intel đã hứa hẹn với chúng ta rằng là hiệu năng IBC sẽ tăng lên tới là 2 con số. Nhưng thực sự đến thời điểm hiện tại thì đó không phải là lời hứa suông của Intel nữa rồi. Các bạn có thể nhìn qua cái phần kết quả đánh giá của benchmark Cinebench R20 kể cả đơn nhân và đa nhân thì đã thực sự tăng hơn rất nhiều so với lại thế hệ cũ. Mặc dù là ở đây thì chúng ta thấy rằng là mức xung thì cũng không có gì là tăng đáng kể cả. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục có một thứ nữa cần phải mang ra so sánh, đó chính là về bus RAM. Đối với 10400F thì chúng ta sẽ chỉ được hỗ trợ tới là 266 mà thôi. Còn ở thế hệ mới này thì chúng ta được hỗ trợ lên tới là 3200MHz. Và để cho các bạn có thể hình dung rõ được là khi mà bus RAM tăng thì cái hiệu năng của bộ PC chúng ta tăng lên khủng khiếp như thế nào thì chúng mình sẽ có một cái video ngay sau video ngày hôm nay, đó chính là test hiệu năng trên chiếc 10105F để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái việc khi chúng ta được tăng bus RAM này nhé. Và ngoài việc khác nhau về bus RAM, ở đây 11400F còn được hỗ trợ băng thông PCI Express 4.0. Thế nhưng mà thực ra mình thấy là cái việc này nó cũng không quá cần thiết, bởi như các bạn cũng đã biết rồi, với RTX 3090 thì cái việc chênh lệch giữa PCI Express 3.0 và PCI Express 4.0 nó thực sự chỉ khoảng đâu đấy là dưới 1% mà thôi. Mà việc tăng băng thông thì nó cũng sẽ chủ yếu là hỗ trợ cho các bộ PC làm việc để có thể cắm nhiều ổ cứng lưu trữ dữ liệu tốc độ cao vào. Mà nếu như dùng em này dành cho làm việc thì nó lại sẽ lại hơi lửng lơ một chút. Mà làm việc thì chúng ta sẽ cần phải đến là 11700K hay là 11900K cơ. Như thế thì mới đủ cái khả năng để có thể giải quyết tất cả những cái phần mềm chuyên nghiệp. Còn điểm cuối cùng thì các bạn có nhận ra sự khác biệt giữa hai em này là gì không? Đó chính là màu của vỏ hộp. Thực ra thì với bản thân mình, ý kiến cá nhân thôi, thì mình vẫn thích màu của chiếc 10400F hơn. Bởi đây nó là cái màu truyền thống, nó màu chủ đạo của Intel. Mọi người có thể nhìn vào phát thì nhận ra luôn. Còn cái màu năm nay thì nó hơi nhờ một chút, nhưng mà không sao, cứ ngon là được rồi. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình đi đến phần test trải nghiệm em này nhé. Vì em này chỉ là CPU dành chuyên nghiệp cho gaming, thế nên là mình cũng sẽ chỉ test trải nghiệm trên các game mà thôi. Nên bây giờ thì các bạn hãy cùng đi về phần kết quả với mình nào. Cũng như tránh việc nghẽn cấu hình nên là mình sẽ trang bị luôn là RAM bus 3600MHz cùng với card RTX 3070 và chỉ chơi ở độ phân giải là Full HD để sự chênh lệch giữa sức mạnh của CPU thể hiện rõ ràng nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với game online CSGO. Các bạn có thể thấy kết quả khá tương đồng về sự chênh lệch hiệu năng đơn nhân với mức FPS trung bình tăng tới là 12%. Và mức FPS này thì đủ để các bạn có thể tận hưởng màn hình 240Hz thoải mái. Đây cũng là một tựa game ăn chủ yếu chỉ tầm 3 nhân nên là sự chênh lệch hiệu năng đơn nhân thực sự thể hiện rõ ràng nhất. Tuy nhiên đấy chỉ là với game ăn ít nhân mà thôi, còn với các tựa game chip của A bây giờ thì thường ăn rất là nhiều nhân và đồng đều. Thế nên là không biết rằng với chiếc 11400F này của chúng ta liệu có thể hiện được cái hiệu năng đa nhân vượt trội hơn so với thế hệ cũ hay không? Thì câu trả lời ở đây sẽ là... hơi. Trong những tựa game nổi tiếng về việc tối ưu phần cứng kém như là Assassin's Creed Odyssey hay là Borderlands 3 thì kết quả cho thấy là 10400F đã vượt mặt 11400F. Tuy nhiên con số này chỉ là dưới 2% nên có thể tạm thời coi như là bằng nhau. Bù lại thì 11400F đã lấy lại được những gì đã mất trong hầu hết các tựa game còn lại như là Far Cry 5 vượt tới 10fps trung bình. Còn ở Horizon Zero Dawn hay là Shadow of the Tomb Raider thì cũng phân hóa khá rõ ràng về sức mạnh đơn nhân Intel cải tiến ở thế hệ thứ 11 này. Và ở đây thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là sự khác biệt do cải tiến thì đến từ thiết kế core của Intel ư?
Chỉ một phần thôi, vì trong các tựa game mình benchmark thì mức xung của 11.400F đều cao hơn so với 10.400F là khoảng 200MHz trên toàn bộ 6 nhân. Và ngoài ra thì 11.400F cho khả năng turbo trong thời gian ngắn mạnh hơn rất nhiều so với 10.400F và lượng điện năng tiêu thụ tối đa có thể đạt tới là 140W so với 80W của 10.400F. Tuy nhiên thì mức tiêu thụ điện năng đa nhân vẫn sẽ bị giới hạn trong khoảng là 65W. Đúng với thông số kỹ thuật, nhưng mà việc turbo thời gian ngắn thì có thể cho chúng ta hiệu năng cao hơn nhiều trong những ứng dụng hay là game đa nhân, ví dụ như là CSGO chẳng hạn. Và vậy là chúng ta sẽ không còn gì phải bàn tán thêm nữa khi chắc chắn 11.400F sẽ là người kế nhiệm cho 10.400F. Nhưng mà có một chút ở đây, nếu như các bạn nào vẫn đang sử dụng mainboard series 400 thì sẽ không thể nào thấy rõ được cái hiệu năng khi mà nâng cấp từ 10.400F lên 11.400F cả. Mà ở đây nếu như các bạn có thể bỏ ra thêm một chút tiền để nâng cấp mainboard của mình lên là series 500, đặc biệt là B560, thì ở đây chiếc 11.400F của chúng ta sẽ thực sự được tỏa sáng. Bởi lẽ là ở đây chúng ta sẽ hỗ trợ bus RAM lên tới là 3.200MHz và mức xung thì cũng được ép lên rất cao là 3.600 hay là thậm chí lên tới là 4.000MHz mà. Và chắc chắn rồi, để các bạn có thể đưa ra lời giải đáp cho mình là liệu chúng ta có xứng đáng, có nên nâng cấp lên hay không thì hãy cùng comment xuống phía bên dưới cho chúng mình nhé. Còn bây giờ thì chốt lại tại trong video này, chắc chắn 11.400F vẫn sẽ là chiếc CPU đáng giá trong tầm phân khúc tầm trung với những bộ PC khoảng 20-30 triệu cho mọi người. Ít nhất là cho tới thời điểm là sang năm chúng ta sẽ gặp được CPU thế hệ thứ 12. Còn bây giờ thì video của chúng mình cũng đã hết rồi. Các bạn cũng đừng ngần ngại để lại một like, một share và subscribe. Đặc biệt là các bạn hãy nhớ là chúng mình đang có chương trình là cứ mỗi 5.000 sub thì sẽ có một cái giveaway nói chung là siêu to khổng lồ. Hiện tại thì chúng mình cũng đã còn khoảng đâu đấy 300 sub nữa thôi là sẽ đạt mức là 120.000 lượt sub. Nên các bạn hãy cố gắng chia sẻ thật nhiều để nhận những phần quà hấp dẫn nhé. Biết đâu chiếc CPU này cũng sẽ là giveaway thì sao. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.